trên đây thì có quá nhiều thông tin cho nên Thuận đã hứa các bạn là sẽ chia sẻ thêm nhiều tài liệu on-chain như trước đây. Nhưng mà hôm nay Thuận sẽ thật sự dành thời gian để mình chia sẻ một số những cái chỉ số mà chúng ta trước đây đã nhìn rất nhiều. Và bây giờ những chỉ số on-chain đó, đó cho chúng ta thấy dấu hiệu gì đầu tiên hết đây là một cái chỉ số mà nhiều bạn đã quen thuộc rồi là nupl chỉ số này thật sự là nó hữu dụng hơn khi mà thị trường tăng trưởng chứ không phải là khi thị trường ảm đạm nhưng mà ít nhiều gì đó các bạn thấy được là trên màn hình chúng ta có một cái đường màu trắng này đây là cái giá của btc nhưng mà cái đường mà nhiều màu này là cái chỉ số NUPL và chúng ta có thể nhìn thấy hiện tại đó là chúng ta đang nằm ở trong cái dùng gọi là capitulation có nghĩa là cái dùng màu hồng này các bạn khi cho nhìn vào biểu đồ đó chúng ta đang nằm trong cái dùng màu hồng này có nghĩa là chúng ta đang nằm trong cái dùng đầu hàng thì các bạn thấy được là biểu đồ này đó, nó di chuyển tùy theo là chúng ta thấy tài liệu on chain như thế nào liên quan tới người ta lời lỗ ra sao và từ đó có thể suy ra được là cái tâm lý chung thị trường như thế nào và cái biểu đồ này đó nó đi từ đầu hàng có nghĩa là cái dùng mà màu hồng các bạn vừa nhìn thấy khi mà trên đường đi lên đó, chúng ta sẽ nhìn thấy cái dùng gọi là màu cam có nghĩa là hy vọng rồi kế đó là kỳ vọng rồi kế đó chúng ta thấy được là lòng tin và sau đó chúng ta là hưng phấn nhưng mà trên con đường đi xuống nó cũng những màu này nhưng mà nó lại là một cái tâm lý khác trên con đường đi xuống đó, thì cái màu xanh các bạn sẽ thấy được đây là cái dùng tham lam rồi chuyển qua cái màu xanh lá cây chúng ta mới nói là màu xanh dương chuyển màu xanh lá cây đó là cái dùng phủ nhận đó chính là cái dùng này nè các bạn Rồi sau đó chuyển qua cái màu nâu này Có nghĩa là cái dùng bắt đầu là có cái sự bất an Rồi chúng ta thấy được là chúng ta chuyển qua cái dùng mà màu cam này Thay vì trước đây dùng màu cam này trên đường đi lên Đó chính là kỳ vọng thì bây giờ đã trở thành cái dùng lo lắng Và chúng ta đã đi vào cái dùng màu hồng Thông bình dư chia sẻ với các bạn đó Đây là cái dùng gọi là đầu hàng Thì chỉ số NUPL đã cho chúng ta thấy được là chúng ta đang nằm ở trong một cái thời kỳ đầu hàng và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được những mạng xã hội đã điều phản ảnh cái tâm lý chung bây giờ là nhiều bạn chán nản đầu hàng trước khi đồng chia sẻ thêm đó, thì cái chỉ số on chain cũng giống như tất cả những cái chỉ số khác mà các bạn có thể nhìn những cái tín hiệu thì tất cả đó nó đều không thể nào mà chính xác 100% phần trăm được nhưng mà ít nhiều gì những cái tài liệu on chain cho các bạn có một cái cách nhìn tổng quát là chúng ta đang nằm ở trong cái dùng nào. Giống như là chúng ta vừa nhìn vào cái tài liệu NUPL, tuy là bây giờ đó cái chỉ số này cho chúng ta thấy là chúng ta đang nằm trong cái dùng gọi là đầu hàng. Nhưng mà đây không có nghĩa là chúng ta đã thấy đáy rồi hay là chúng ta khi nào mà thấy đáy chúng ta chỉ có thể biết được là bây giờ là phần lớn mọi người đã dựa theo NUPL là đang nằm trong cái dùng đầu hàng và chúng ta thấy những chỉ số này đó nó có công dụng là cho các bạn thêm một thông tin để mà tự đưa ra chiến lược cho bản thân của mình và nhất là những bài nào mà đầu tư dài hạn đó giống như các bạn nói các bạn chỉ muốn là bắt đầu tích lũy khi mà chúng ta thấy dấu hiệu độ hàng xuất hiện thì đây là một trong những công cụ có thể cho các bạn có những cái tín hiệu đó đó là điều tôi muốn chia sẻ ở đây chứ nó không có chính xác 100% phần trăm là cho các bạn biết là khi nào chúng ta mới thấy đấy và khi nào giá sẽ tăng lên nó sẽ cho các bạn thấy được cái dục nào mà thôi để các bạn đưa ra cái chiến lược cho mình chúng ta nhìn vào cái tài liệu kế tiếp đó là tài liệu liên quan tới là cái phần trăm bitcoin đang có lời hiện tại dựa theo tài liệu on chain thì chúng ta nhìn thấy được là cái dùng mà màu xanh đá cây bên dưới này Trước đây, mỗi lần mà chúng ta thấy là cây đường màu cam này đó đại diện như cái chỉ số phần trăm có lời on-chain mà đi vào dùng màu xanh lá cây này thì đó là một cây dùng tích lũy. Và giá cả đó, đó là cái dùng mà chúng ta có thể tích lũy dài hạn được Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là gần đây thì sao Gần đây đó, chúng ta đã có một thời gian bắt đầu là từ khoảng tháng 9 đó, Chúng ta đã bắt đầu đi vào cái dùng màu xanh lá cây này Sau đó rời khỏi rồi đi ngược trở xuống Nhưng mà có một thời gian gần đây các bạn thấy đã bắt đầu là từ đầu tháng 11 Mãi cho đến là cuối tháng 11 chúng ta nằm trong dùng màu xanh lá cây này Chờ chúng ta vừa mới rời khỏi dùng màu xanh lá cây này mà thôi và bây giờ chúng ta thấy được là phần trăm là 53.1% Bitcoin đang có lợi hiện tại tính theo tài liệu on chain không có nhiều rồi các bạn các bạn thấy được là những thời điểm nóng đó, cái phần trăm này có thể lên tới là 99% luôn đây cũng là một chỉ số cho các bạn thấy là thị trường đang nằm ở trong một cái thời kỳ ảm đạm chỉ số kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó gọi là R-Hodler. thì hiểu đơn giản đó đây là một cái chỉ số tính cái phần trăm lưu trữ một tuần với lại một tới hai tuần xem coi là cái mức dao động nó như thế nào nhưng một cách đơn giản hơn các bạn thấy được là cái chỉ số này cũng là màu cam luôn có cái dùng màu xanh lá cây và cái dùng màu đỏ khi mà các bạn thấy được là cái chỉ số này tăng lên có nghĩa là chúng ta thấy nhiều Bitcoin mới di chuyển liên tục khi mà chúng ta thấy cái đường màu cam này đi xuống giống như thời điểm bây giờ đi vào cái dùng màu xanh lá cây là các bạn thấy là đây là một cái tình trạng là không có nhiều Bitcoin di chuyển liên tục nữa nó không giống như là cái thời kỳ sôi động nữa đây cũng là chỉ số cho chúng ta thấy chúng ta đang nằm trong cái vùng ảm đạm hiện tại Chúng ta nhìn vào một tài liệu khác đi Chúng ta thực đây là tài liệu gọi là Pure Multiple Thì tài liệu này đó rất là đơn giản các bạn Đây là cái tài liệu mà chúng ta nhìn vào cái số lượng Bitcoin được sinh ra tính theo à, đồng đô la Chia cho cái số lượng Bitcoin trung bình được sinh ra 365 ngày qua và khi mà chúng ta thấy cũng tương tự như là những cái chỉ số vừa qua chúng ta thấy được nếu như cái đường màu cam này đó mà đi vào cái vùng xanh cây là những lúc mà có thể tích lũy dài hạn được và các bạn thấy được chúng ta đã bắt đầu đi vào cái vùng màu xanh cây này một thời gian bắt đầu từ cuối tháng 10 các bạn và các bạn thấy là trước đó cũng có một thời gian chúng ta đi vào cái vùng màu xanh cây này sau đó rời khỏi nhưng mà bắt đầu là từ cuối tháng 10 cho đến thời điểm gần đây chúng ta mới vừa rời khỏi cái vùng màu xanh lá cây này mà thôi, đây cũng là một cái dấu hiệu khác cho các bạn thấy là thị trường đang rất là ảm đạm hiện tại. Tài liệu kế tiếp là market cap, chi turnover cap, đây là một cái chỉ số mà nó đo lường một cách tổng quát về cái chi tiêu mà những thợ đào sử dụng để mà đào BTC thì có lời hay là không. Đương nhiên đây là một cái ước tính thôi các bạn, nhưng mà những lúc mà các bạn thấy là cái đường màu cam này đó có cái sự tăng trưởng mạnh thì đó là những lúc mà cây thợ đào đào bịch con ra và có thể bán được cái lợi nhuận rất là nhiều ngay thời điểm này đó các bạn thấy được là thợ đào cũng đang nằm trong cái tình trạng là không có lời chúng ta nhìn thấy được là thợ đào đã nằm trong cái dùng mà xanh cây này rồi có nghĩa là ngay cả những thợ đào bây giờ cũng đang rất là ảm đạm hiện tại họ không có lời mà nói thời đào chúng ta cũng có thể nhìn vào một cái cách tính khác đây gọi là hash ribbon Thì hash ribbon này đó là đang xem coi là thời đào có nằm trong vùng chán nản hay là không Thì cách tính cũng rất là đơn giản các bạn khi mà thường zoom vào các bạn sẽ thấy được chúng ta có hai cái đường Cái đường màu xanh lá cây và cái đường là màu xanh đậm hơn màu xanh dương Thì khi mà chúng ta thấy được là cái đường màu xanh lá cây đại diện cho là cái chi tiêu đào trong vòng 30 ngày qua so với lại cái đường màu xanh dương là 60 ngày đó khi mà cái đường 30 ngày này chéo đường 60 ngày và cái xuống đi lên đó chính là cái dùng mà tích lũy tốt đó là cái dùng mà những cái thợ đào đã bắt đầu là có lợi trở lại và những thời đào yếu đã rời khỏi thị trường này rồi các bạn thấy được là ngay cả thời điểm bây giờ đó thì chúng ta đã thấy là gần đây bắt đầu là từ ngày 26 tháng 11 đó thì cái đường màu xanh lá cây này đã chéo cái đường màu xanh dương nhưng mà cái xu hướng là đi xuống có nghĩa là những thời đào đã bắt đầu đang lỗ và hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy cái dấu hiệu là cái đường màu xanh lá cây này chéo ngược trở lên để có cái dấu hiệu là những thời đào đã bắt đầu có lời trở lại và cũng là dấu hiệu là những cái thời đào cũ họ đã chán nản và rời khỏi và đây là một loạt những cái chỉ số cho chúng ta thấy được một điều đó chính là cho chúng nhìn vào chỉ số nào vẫn cho thấy là chúng ta đang nằm ở cái dùng chán nản hiện tại và đương nhiên câu hỏi một triệu đô bây giờ là chúng ta chừng nào mà thấy đấy không ai có thể biết được đâu các bạn nhưng mà nếu như các bạn tích lũy dài hạn và câu hỏi là các bạn muốn biết là bây giờ là chúng ta đang nằm ở trong cái vùng nào, có phải chúng ta đang nằm ở trong cái vùng chán nản hay không thì dựa theo tài liệu on-chain câu trả lời là đúng, bây giờ chúng ta đang nằm trong cái vùng chán nản tôi sẽ chia sẻ thêm nhiều chi tiết về những cái chỉ số này với các bạn trong những cái video sau này tôi chỉ muốn lướt qua để cho các bạn thấy được là tình hình chung on-chain như thế nào mà thôi và chúng ta sẽ nhìn vào một tài liệu khác mà nhiều bạn hỏi thường đó chính là có phải chúng ta tiếp tục thấy Bitcoin rời khỏi những sàn giao dịch hay là không thì câu trả lời là đúng các bạn. Thật kê các bạn đã thấy được là hiện tượng này đã xảy ra bắt đầu là từ tháng 3 của năm nay rồi Nhưng mà cái tốc độ rời, rời khỏi đã nhanh hơn nhiều sau khi mà có cái sự kiện FTX các bạn Các bạn đã nhớ được đó là cái thời điểm mà chúng ta có sự kiện Luna UST Sales Block đó Là cái thời điểm đó là chúng ta nhìn vào thời điểm tháng 6 này Các bạn thấy được là sau đó đã có một số người lo lắng và đã rút ra tất cả số tiền của mình Từ những sàn giao dịch và Thuần cũng đã chia sẻ với các bạn là Thuần rút hết ra từ những cái dịch vụ cũng như thường rút ra tiền từ những cái uh, sàn giao dịch và thường đã chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội với các bạn rồi nhưng mà sau đó thì các bạn thì được là cái sự lo ngại nó đã bớt đi cho đến khi nào, cho đến khi chúng ta thấy có cái sự kiện sàn FTX diễn ra bây giờ thì mọi người thật sự là lo lắng và có rất nhiều Bitcoin đã rời khỏi sàn liên tục trong một thời gian qua có thể nói là bắt đầu từ thời điểm đầu tháng 11 tới bây giờ liên tục Bitcoin rời khỏi hàng ngày luôn các bạn và điều thú vị hơn đó là tuy là chúng ta nhìn vào các sàn như là chúng ta hãy nhìn vào sàn Bybit đi thì Bybit các bạn sẽ thấy được là Bitcoin rời khỏi rất là nhiều từ cái lúc là có cái sự kiện FTX xảy ra. Chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan tới Coinbase thì các bạn cũng thấy cái điều tương tự xảy ra. Cái số lượng Bitcoin rời khỏi rất nhiều ra khỏi sàn Coinbase. Chúng ta nhìn vào sàn Gemini thì như thế nào? Gemini cũng như vậy luôn. Chúng ta nhìn thêm một sàn nữa đi. Đó chính là sàn KuCoin thì cũng tương tự như vậy các bạn đều là có rất nhiều những bitcoin đã rời khỏi sàn KuCoin nhưng mà các bạn có biết là tuy là tính ta tính tổng đó, thì có nhiều bitcoin rời khỏi sàn từ đầu tháng 11 tới bây giờ hơn là nạp vào sàn nhưng mà các bạn có biết là có một sàn thực sự lại có thêm bitcoin hay là không đó chính là sàn Binance các bạn các bạn đã nhìn thấy được là khi mà có cái sự kiện FTX xảy ra đó, đây là cái thời điểm đó thì thực sự đã có nhiều Bitcoin rời khỏi sàn Binance nhưng mà nhanh chóng sau đó các bạn nhìn thấy được là trong vòng một tuần thôi thì lại có thêm nhiều Bitcoin đẩy ngược cho vào sàn Binance. có thể nói là sàn Binance có nhiều Bitcoin bây giờ hơn cả cái lúc trước khi mà có cái sự kiện FTX xảy ra nữa đó các bạn nói tới việc lưu trữ tiền trên sàn đó thì từ khi có kênh này các bạn đã biết là tiêu chí của thuần thì vẫn luôn tự giữ crypto cho bản thân của mình và đây là cái thông điệp Mình thường nói tới nó lưu rất nhiều lần nhưng mà thực sự là nói nhiều hơn khi mà chúng ta bắt đầu thấy sự kiện Luna UST xảy ra và lúc đó là khoảng chừng tháng 5 đó thường nhớ đó là thường đã liên tục nhắc nhở các bạn và cũng liên tục nhắc nhở mỗi lần mà thường chia sẻ cái tài liệu liên quan tới cái danh mục đầu tư của thuận không biết là tự lưu trữ crypto đó không phải là điều đơn giản đó với nhiều người nhưng mà thật ra nếu các bạn có cái tư tưởng là đầu tư dài hạn đó thì các bạn cũng nên dành một ít thời gian để mà tìm hiểu làm sao có thể tự lưu trữ crypto của mình các bạn có thể dùng nhiều cách các bạn có thể là lưu trữ trong ví nóng hay là các bạn có thể lưu trữ trong ví lạnh và đương nhiên đó thì lưu trữ trong ví lạnh là cách an toàn nhất hiện tại mà thường biết nhưng mà lưu trữ ví nóng ít nhiều gì thì các bạn cũng tự lưu trữ khóa cá nhân vẫn tốt hơn là dựa vào sàn tại vì các bạn đã biết là bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với sàn không ai có thể biết được đâu cho nên sàn giao dịch thì dùng để mà giao dịch chứ không nên lưu trữ dài hạn đây là cái điều mà thường muốn chia sẻ nhiều lần với các bạn và thường sẽ cố gắng nhắc nhở nhiều hơn với các bạn khi mà chúng ta tiếp tục trên con đường đầu tư crypto này nhưng mà còn về việc là Bitcoin rời khỏi sàn Thì có thể nhiều người bây giờ không quan tâm đến Họ thấy được là cái thông tin này cũng không có thay đổi giá cả được Nhưng mà Thuần nơi thì thấy là có một điều gì đó đang xảy ra Tuy là bây giờ nhiều bạn rất là bi quan Nhưng mà Thuần cảm thấy được là chúng ta đang ở trong một cái thời điểm reset lại Chúng ta đang trong một cái thời điểm mà tất cả đã có cái dấu hiệu là chúng ta sẽ sẵn sàng cho một mùa mới rồi đó các bạn Cho dù chúng ta có thể thấy có cái giá BTC xuống sâu hơn hay là gì nữa cũng không thay đổi được cái chu kỳ đâu đối với Thuận là chúng ta đang thấy được là cái yếu tố chu kỳ mới đã được hình thành Các bạn thấy được là cái số lượng BDC đó bây giờ trên sàn đã ngang với lại cái thời điểm Để thường cho các bạn thấy được là cái thời điểm năm 2018 chúng ta thấy được là có rất ít bdc trên sàn khi mà chúng ta thấy cái nguồn cầu trở lại đó thì các bạn sẽ thấy được là không còn nhiều bdc trên sàn nữa thì giá cả sẽ có cái sự đẩy lên rất là nhanh đó là điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ thứ nhì là chúng ta có thể nhìn thấy được là fed tăng lại suốt một thời gian rồi và có thể các bạn nghĩ là fed sẽ tăng tương tự như vậy trong vòng 2 năm tới nhưng mà tôi nghĩ là fed không còn có thể tăng được nhiều nữa đâu Fed có thể tăng trong vòng 6 tháng tới nhưng mà các bạn thấy được là cho dù tăng thời gian dài hơn nhưng mà cái phần trăm cũng không thể nào mà tăng mạnh như năm ngoái nữa tại vì bây giờ đó phần trăm lãi suất đã là 4% rồi tuần sau họ tăng thêm nữa lên tới ít nhất là 4.5 năm rồi các bạn. Cho nên việc mà Fed ngưng tăng là việc sớm muộn mà thôi. Và đương nhiên nhiều bạn thì nhìn vào cái cuộc chiến tranh giữa nga và ukraine thì các bạn thấy được là cuộc chiến đó thì cũng sẽ có cái thời kỳ nguội lại và cũng sẽ có cái thời kỳ chấm dứt. Chúng ta nhìn vào cái sự cố liên quan tới là zero phần trăm dịch bệnh ở Trung Quốc đã ảnh hưởng rất nhiều tới cái nền kinh tế Trung Quốc. Thuần không nghĩ là Trung Quốc sẽ mãi mãi giữ cái chiến lược đó. Và khi mà bắt đầu thả lỏng đó, như là chúng ta bắt đầu thấy có nhiều tin đồn là Trung Quốc chuẩn bị thả lỏng nhất là đối với cái sự biểu tình gần đây thì có thể để chúng ta sẽ thấy cái sự ổn định trở lại về cái việc là di chuyển hàng hóa từ Trung Quốc qua những cái quốc gia khác và đương nhiên việc này sẽ làm đẩy lui phần trăm lạm phát. Đây là những gì mà thường suy nghĩ đến trong thời gian năm 2023 và năm 2024. Cho nên đối với thường đây là thời điểm mà thường vẫn tiếp tục tích lũy mà thôi. Thường chỉ có thể chia sẻ những gì mà thường đang làm hiện tại thường không thể nào cho các bạn lời khuyên được. Tại vì mỗi người đều mỗi khác, bị thấy khác nhau, các bạn có nguồn tiền khác nhau, thường không thể nào mà khi các bạn làm gì được, thường chỉ có thể là chia sẻ thường đang làm gì mà thôi với các bạn để các bạn có thêm một cái nguồn tài liệu để tham khảo và đây là những thông tin liên quan tới on chain mà thu mang đến cho các bạn ngoài trên những tài liệu on chain ra ra nhiều thế nào mà thích phân tích kỹ thuật đó chúng ta cũng có một cái mô hình mà trước đây cũng nhiều người quan tâm đến gọi là white cup thì mô hình white cup này đã có hai phần một phần gọi là white cup distribution schematic đây là phần mà white cup cho các bạn thấy được là người ta chuẩn bị bán ra đây là cái mô hình mà đã đến đỉnh rồi À, người ta chuẩn bị bán ra và bên dưới này đó gọi là cái phần accumulation đây là cái phần mà dấu hiệu tích lũy và thường đó cái mô hình này là cái mô hình mà nhận ra được từ rất nhiều những biểu đồ khác nhau đây là những cái đường đi của giá thông thường nhìn thấy khi mà chúng ta thấy những cái công ty lớn những cái vôi đang tích lũy hay là đang bán ra và hiện bây giờ đã dựa theo bài viết này chúng ta đang nằm ở trong cái phần gọi là accumulation có nghĩa là có dấu hiệu tích lũy đến từ những ca vôi và chúng ta có thể nhìn bên dưới này ra tại sao họ nghĩ như vậy thì các bạn có thể thấy được là đối với lại mô hình tích lũy này đó, các bạn sẽ thấy được là trước hết thì giá sẽ rớt xuống tới một cái mức nào đó, khi mà rớt xuống mức đó rồi đó, chúng ta sẽ thấy cái giá có có sự một trở lại nhưng mà thật ra chúng ta vẫn chưa thấy đấy, chúng ta sẽ thấy thêm một đợt xuống nữa, đây gọi là cái đợt thử lại, xem coi là cái lực mua là bao nhiêu và chúng ta sẽ thấy được là cái lực mua nó sẽ đến ở mức nào đó và đó gọi là secondary test, rồi sau đó sẽ đi hàng ngang một thời gian rồi chúng ta mới thấy một cái hiện tượng gọi là spring đây là cái hiện tượng đấy Có nghĩa là các bạn sẽ thấy được là giá đi xuống lần thứ nhất Rồi giá đi xuống lần thứ nhì Gần như là cái mức lần thứ nhất gì đó có thể là nhiều hơn một chút Thì đây là cái sự thử thách cái lực mua của thị trường Đây là những cái mà những nhà đầu tư lớn như cá voi đó Họ muốn thử coi là thị trường mạnh thế nào Họ đâm xuống lần đầu tiên xem coi là được mua bao nhiêu Họ đâm thêm lần thứ nhì nữa xuống cái giá tương tự xem coi là có khẳng định là có lực mua đó hay là không Rồi lần cuối cùng họ sẽ đâm cái giá phải dưới cái mức đó nữa để cho rũ bỏ hết những người nào mà yếu tay rồi bỏ thị trường này để họ có thể tích lũy rồi sau đó giá nó mới tăng lên đây là cái cách hoạt động của Wide Cup Accumulation bài viết này của Ben Crypto thì nói là chúng ta đang nhìn thấy cái hiện tượng White Cup Accumulation và dựa theo cái hình vẽ bên dưới này đó đây là cái hình vẽ giá của BTC thì người này nghĩ là chúng ta đã thấy hiện tượng Spring xảy ra rồi, có nghĩa là chúng ta đã đến đấy rồi, đấy là khoảng cái mức khoảng chừng là gần đây các bạn thấy là 15.000 đô đó, cỡ đó và chúng ta bây giờ đang ở trên cái đường đi hàng ngang rồi sau đó chúng ta sẽ uh, bắt đầu tạo ra dùng hỗ trợ rồi giá sẽ đi lên đó là cái suy nghĩ của bạn này, cái điều mà Thuận thấy nó không có giống hoàn toàn ở đây Nhưng mà không biết có cần giống hay là không Tại vì khi mà Thuận đọc cái định nghĩa của secondary test đó, Nghĩa là cái đợt đâm thứ nhì Thì không biết rõ là cái đợt đâm thứ nhì này Có cần cái giá thấp hơn đợt thứ nhất hay là không Tại vì các bạn thấy được là ở trên này đó Thì cái hình vẽ để giống như là sau cái đợt đâm đầu tiên Thì cái đợt đâm thứ nhì phải thấp hơn được đâm đầu tiên nhưng mà chúng ta không có hiện tượng đã xảy ra các bạn thấy là cái đợt đâm đầu tiên là cái đợt đâm từ khoảng 30.000 xuống còn khoảng chừng là 18.000 đó rồi sau đó chúng ta có có sự hồi phục rồi giá đi ngược cho xuống khoảng chừng là à, 18.500 đô vẫn cao hơn cái mức thấp lần đầu tiên đó nhưng mà người này đã nói đây là cái secondary test cái đợt thử thứ nhì rồi cái đợt mà đi xuống mạnh còn 15.000 mấy đó đó chính là cái đợt string cái đợt mà chúng ta thấy sự kiện FTX xảy ra và chúng ta đang ở trong cái thời gian đi hàng ngang trước khi mà giá kiếm được cái chỗ hỗ trợ và sau đó sẽ tăng lên các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment bên dưới đây cũng là một cái nhận định mà thôi là thằng muốn mang đến cho các bạn để các bạn có thêm tài liệu và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và những bạn nào mà có thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital Thì các bạn bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX hay là Binance hay là Bybit và một số những cái dịch vụ khác như mình nhìn thấy trên màn hình. Đương nhiên như thường đã chia sẻ với các bạn, sàn giao dịch các bạn chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn giao dịch, các bạn nên tìm hiểu làm sao để mà tự lưu trữ crypto cho bản thân của mình. Và một lần nữa, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Yo, yo, I'm like an addict. Do I got to have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. got